Vào cuối tháng 12 năm 1936, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại hạt Minahana, Nam Dakota, 4.500 kg thuốc nổ tương đương 450 quả bom. Nổ cùng một lúc, vụ nổ làm dung chuyển vùng nông thôn, làm vỡ cửa sổ, gừng và đồ thủy tinh ở Sioux Falls, cách đó năm dặm. Những người gây ra vụ nổ đã lái xe đến đây với mục đích lấy nitroglycerin để sản xuất thuốc nổ. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi xe, ba người đàn ông trong nhóm đã xảy ra cuộc đánh nhau dữ dội. Trong lúc ấy, bạn gái của một trong số họ đã cố gắng can ngăn cuộc chiến nhưng đáng tiếc một trong những người đàn ông đã dùng búa đánh vào đầu cô gái nhiều lần và một người khác đã bắn cô sau đó cô bị kéo vào kho chứa chất nổ cùng người yêu đã bị đánh gục một người khác trong nhóm đã châm ngòi cho một ít thuốc súng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường bất chấp những vết thương nặng cô gái vẫn cố gắng bỏ đi người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này không ai khác chính là top 3 trong danh sách truy nã gắt gao nhất của fbi william raymond nesbitt Hôm nay hãy cùng thảm án tìm hiểu về William Raymond Nesbitt, tên trộm trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ, và cuộc hành trình từ phạm nhân án trung thân trở thành tài xế lái xe riêng cho cai ngục. Trước khi đi vào nội dung chính của video, bạn đừng quên ủng hộ chúng tôi một lượt đăng ký, để chúng tôi có động lực sản xuất những video chất lượng hơn và nhờ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. 1. Tên trộm trang sức William Raymond Nesbitt, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1899, là một tên trộm trang sức nổi tiếng trong những năm 1930, sinh ra tại Marshalltown, Iowa, ngày 31 tháng 12 năm 1936, trong một vụ nổ thuốc súng tại hạt Minahana, gần Sioux Falls, Nam Dakota, William Nesbitt đã giết Helen Baker, đồng bọn trong các vụ trộm, vụ trộm nổi tiếng nhất của hắn. Vào một ngày 22 tháng 12 năm 1936, William Raymond Nesbitt cùng với ba người đàn ông đồng bọn, bao gồm Helen Baker và cả bạn gái của Baker, đã thực hiện một vụ trộm nổi tiếng gây chấn động tại một công ty bán buôn đồ trang sức ở thành phố Sioux, Iowa. Bằng sự thông minh và sự chuẩn bị tỉ mỉ, bọn trộm đã tiến hành xâm nhập vào cơ sở buôn bán trang sức này. Chúng vượt qua các biện pháp an ninh phức tạp và tiến vào khu vực lưu trữ những món trang sức có giá trị cao, tổng giá trị trang sức lên đến hơn 37.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 800.000 đô la Mỹ năm 2023. Trong màn trình diễn táo bạo và khéo léo, bọn trộm đã chọn lựa những món trang sức quý giá nhất và tiến hành trộm một cách manh động và nhanh chóng mượn ánh sáng lờ mờ của đêm tối đã trở thành lợi thế cho chúng, khiến cho việc xâm nhập và rút lui diễn ra một cách dễ dàng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. 2. Điều tra Sau vụ nổ kinh hoàng, cảnh sát nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ nổ. Trong lúc đó, họ nhận được một thông báo bất ngờ. Một phụ nữ bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Cô ấy mang trên mình những vết thương do đạn bắn, cùng với tình trạng sốc và tình trạng cơ thể đáng lo ngại. Cuộc điều tra đã từ từ hé lộ những thông tin liên quan đến ba người đàn ông, trong đó có cả William Raymond Nesbitt, tên kẻ chịu trách nhiệm không chỉ về cái chết của Helen Baker mà còn vụ bắn bạn gái của Baker. Cảnh sát đã không ngừng truy lùng và cuối cùng, Nesbitt bị bắt giữ tại thành phố Oklahoma, bang Oklahoma, vào ngày 26 tháng 2 năm 1937. William Nesbitt sau đó được đưa trở lại Sioux Falls, nơi một phiên tòa truy cứu hành động của hắn đã diễn ra. Nesbitt phải đối mặt với cái giá đắt đỏ cho những hành vi tội ác mà hắn đã gây ra. Tội giết người được tuyên án, hậu quả của những hành động tàn bạo, không thể tha thứ đã đưa Nesbit kịch khung, bản án trung thân, thi hành tại nhà tù bang Nam Dakota, một hình phạt xứng đáng dành cho hắn. Chỉ năm trôi qua, nhưng cuộc sống của William Nesbit vẫn bị giam cầm bởi những giới hạn của nhà tù, rồi cuối cùng, ánh sáng của cơ hội đã chấp lên khi Nesbit được ủy thác một nhiệm vụ đặc biệt. Hắn được phép rời khỏi tường giam và tham gia vào công việc nội trợ, chăm sóc cảnh quan và đảm nhiệm vai trò của một tài xế riêng. Sau những năm tháng bị giam giữ, cuộc sống tự do trở nên quý giá với Nesbitt. Hắn tận hưởng những cảm giác của một người sống bình thường, tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tìm thấy sự trọn vẹn của tự do trong những nhiệm vụ hàng ngày. Tuy nhiên, vào một đêm mùa thu lặng lẽ, vào ngày 4 tháng 9 năm 1946, khi mọi người đang say giấc, Nesbitt đã biến mất một cách bí ẩn. Ngày 26 tháng 12 cùng năm, một đơn khiếu nại nằm trên bàn của ủy viên Hoa Kỳ tại thành phố Rapid, Nam Dakota. Đơn này chứa đựng cáo buộc nghiêm trọng về hành vi bất chính của William Raymond Nesbitt, được cho rằng Nesbitt đã thực hiện một chuyến bay bất hợp pháp để trốn tránh sự giam giữ, và lệnh bắt giữ đã được ban hành ngay lập tức. Trước tình hình trở nên căng thẳng, cơ quan điều tra liên bang FBI đã chính thức bước vào cuộc điều tra, truy lùng, để khám phá sự biến mất bí ẩn của Nesbitt và đưa hắn quay lại với sợi xích công lý. Vào tháng 3 năm 1950, ánh sáng của sự truy nã đổ dồn lên William Raymond Nesbitt, giải rác trên các mặt báo khắp street. Minnesota và các vùng lân cận. Hình ảnh của Nesbitt cùng với mô tả chi tiết về trạng thái trốn tránh của hắn được đăng tải, làm nổi bật sự căng thẳng trong cộng đồng. Một chiều tối thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 1950, một cậu bé 14 tuổi đi học về và bước vào ngôi nhà nhỏ của gia đình. Trong khi đi qua sàn nhà bếp, ánh mắt cậu dừng lại trước một tờ báo đặt trên bàn. Cậu nhận ra ngay một bức ảnh quen thuộc, một gương mặt đang được cả nước tìm kiếm là Nesbitt. Tờ báo kèm theo thông báo rằng Nesbitt đang bị FBI truy nã. Cậu bé không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Liệu ngôi nhà bình yên của mình có thể trở thành điểm dừng chân cho một tên tội phạm đang bị truy nã? Cùng với người bạn 13 tuổi của mình, cậu ta đã bàn bạc và quyết định khám phá sự thật. Vùng bờ sông Mississippi tại Street, Paul, Minnesota trở thành điểm hẹn thường xuyên của cậu bé và bạn bè. Trò chơi, sự khám phá và cuộc phiếu lưu đã dẫn dắt họ đến gặp dây, một người đàn ông sống trong hang động dọc bờ sông. Kể từ tháng 11 năm 1949, họ đã tìm đến hang động này và kết bạn với Jay. Ông ta chào đón họ, mở cửa hang động và thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện kỳ lạ về cuộc hành trình của mình. Nhưng đầu tháng 3 năm 1950, Jay cảnh báo các cậu bé tránh xa hang động, rằng đó có thể là nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Câu chuyện của Nesbit và sự xuất hiện của Jay đã tạo nên những câu hỏi cho cậu bé. Những gì cậu bé và bạn bè của mình sẽ phát hiện khi họ bước vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ này? Một điều chắc chắn là những bí mật chôn giấu sẽ được tiết lộ và những câu trả lời có thể thay đổi cuộc đời của hai cậu bé mãi mãi khi mặt trời mới bừng sáng, chiếc kéo nhỏ cắt qua từng từ trên tờ báo, nhưng không làm mất đi sự tò mò trong đôi mắt sáng của cậu bé 14 tuổi. Điều đáng chú ý là người đàn ông trong bức ảnh và người mà các cậu bé đã gặp là dây, liệu có phải là một người. Nhưng khi cậu bé đưa tờ báo cho bạn của mình, cậu bạn nói rằng người đàn ông gầy hơn rất nhiều so với dây. Cả hai đồng ý rằng cần phải có sự chắc chắn hơn về danh tính của người đàn ông đó. Hôm sau, trái tim hai cậu bé đập nhanh khi họ lại tiến vào hang động, nơi mà bí mật sẽ được tiết lộ mọi khoảng không gian trong hang động trở thành những bước chân run rẩy của sự căng thẳng và tò mò họ quan sát từng góc độ từng chi tiết chỉ để tìm ra sự tương đồng với người đàn ông trong bức ảnh cuối cùng không thể chối cãi sự nghi ngờ của họ đã trở thành sự thật dày trong hang động chính là người đàn ông bị truy nã trên tờ báo không thể gượng ép lòng dũng cảm trong họ cả hai cậu bé quyết định liên hệ với cảnh sát và chia sẻ những nghi ngờ của mình giọng nói run rẩy và hồi hộp nhưng họ biết rằng hành động này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 1950, chỉ hai ngày sau khi William Raymond Nesbitt lọt vào danh sách top 10 của FBI, địa điểm mà Nesbitt đã bị bắt giữ là Street Paul. Sự khéo léo và thông minh của hai cậu bé đã dẫn đến sự thành công của cuộc truy lùng. Cảnh sát Street Paul đã bắt giữ Nesbitt, đưa hắn về trước công lý, và sự nguy hiểm mà Nesbitt mang lại cho cộng đồng đã được chấm dứt.